Ngày 2 tháng 8 năm 2022, tại nhà tang lễ Quân khu 5 Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đồng đội và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại lễ viếng, đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Quân khu 5, các đơn vị thuộc quân khu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan và người dân đã đến dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng tiếc thương vô hạn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Đọc điếu văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5, trưởng ban tổ chức lễ tang cho biết, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập sinh ra tại đất nước Hy Lạp bên bờ biển Địa Trung Hải. Song cả tuổi thanh xuân của đồng chí Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã sống, chiến đấu bên những đồng đội, đồng chí tại Việt Nam.